Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Đông Phong có địa chỉ tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ đã 7 tháng nay doanh nghiệp này dừng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động với tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội là trên 1,2 tỷ đồng. Nguyên nhân chính mà doanh nghiệp này đưa ra là sản phẩm làm ra không tiêu thụ được do suy thoái kinh tế. Doanh nghiệp ngày hôm nay thì vô cùng khó khăn, không biết lấy nguồn nào để trả bây giờ. Mặc dù đó là một cái nghĩa vụ rất chính đáng. Thì chúng tôi là một cái doanh nghiệp mà sản xuất ra cái sản phẩm ngày hôm nay, công nhân từ chỗ 500 công nhân, ngày hôm nay xuống còn có 200 công nhân hoạt động. Mà hoạt động là gì? Không phải là lắp mới, mà là chỉ có hoạt động bảo trì, tu dưỡng, rồi là những cái sản phẩm xuống cấp. Thế ngày hôm nay khó khăn, chồng chất khó khăn. Còn đây là công ty trách nhiệm hữu hạn May Thêu Khải Hoàn, có trụ sở tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, hiện còn thiếu trên 1 tỷ đồng bảo hiểm xã hội. Biến động của lao động cho nên là chúng tôi sẽ không nhận được những cái đơn hàng lớn. Thế để cho nên là chúng tôi sẽ dẫn đến là cái không nộp được cái bảo hiểm kịp thời cho người lao động. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên, đến hết tháng 11 năm 2012, toàn tỉnh có gần 130 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội với số tiền nợ đọng là trên 55 tỷ đồng. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội kéo dài từ 6 đến 8 tháng. Đã có nhiều giải pháp được ngành bảo hiểm đưa ra từ nhiều năm nay như tăng chế tài xử lý hay kiên quyết xử lý trường hợp trốn đóng bảo hiểm xã hội. Song trên thực tế, thực trạng chây ì vẫn diễn ra ngày càng gia tăng, khiến ngành bảo hiểm xã hội tỉnh ta trở thành chủ nợ khổng lồ. Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự ngắn vừa rồi đã cho chúng ta thấy tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta hiện nay đang ở mức độ rất cao. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Vậy đâu là nguyên nhân và cần những giải pháp gì để tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động? Trước thực trạng này thì một cùng bàn luận của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này với chủ đề xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội. Và tới tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị khách mời: ông Phạm Hữu Hiện, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; ông Nguyễn Xuân Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Hưng Yên; và vị khách mời thứ ba của chương trình ngày hôm nay là ông Chu Thế Bình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Qua theo dõi phóng sự vừa rồi thì xin được hỏi ông Phạm Hữu Hiện, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, là tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta thì đã xảy ra lâu chưa và ở mức độ như thế nào ạ? Theo luật bảo hiểm xã hội thì hàng tháng người sử dụng lao động có trách nhiệm trích từ nguồn tiền lương, tiền công của người lao động và từ quỹ tiền lương, tiền công của đơn vị đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội. Những năm gần đây, hầu hết các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm cái việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm cái việc đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Năm 2010, nợ bảo hiểm xã hội trên toàn tỉnh là trên 19 tỷ đồng. 2011 đã tăng lên đến trên 35 tỷ đồng. Và tính đến tháng 11 năm 2012 thì cái số nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh đã lên tới trên 59 tỷ đồng. Trong đó có một số công ty, đơn vị nợ đọng kéo dài với số lượng lớn, như là công ty cổ phần Tàu Quốc nợ đến trên 2,5 tỷ đồng, tương ứng với 31 tháng của người lao động tham gia. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dũng nợ 2,1 tỷ đồng, tương ứng với 38 tháng tham gia bảo hiểm xã hội. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Á nợ 2,8 tỷ đồng, tương đương với 35 tháng tham gia bảo hiểm xã hội. Vâng, xin được hỏi ông là tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội cho người lao động như vậy thì thường xảy ra ở những loại hình doanh nghiệp nào ạ? Hiện nay thì tổng số các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn toàn tỉnh là có tới 2.293 đơn vị, trong đó có 256 đơn vị chiếm 11,16% tổng số đơn vị bị nợ đọng. Trong những doanh nghiệp đó thì các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh là loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, có 189 đơn vị chiếm 47, nợ là 47,59 tỷ đồng, chiếm 79,6%. Cái doanh nghiệp nhà nước thì chỉ có 10 đơn vị nợ 6,75 tỷ đồng, chiếm 11%. Các loại hình doanh nghiệp khác thì nợ 4,21 tỷ đồng, chiếm 7%.
Vâng, xin được cảm ơn ông. Xin được hỏi ông Chu Thế Bình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, là số các lao động bị các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội hiện nay thì là con số là bao nhiêu ạ? Theo thống kê hiện nay chúng tôi thì số lao động không được đóng bảo hiểm khoảng 8-9 nghìn người lao động không được đóng bảo hiểm xã hội. Vâng, thưa ông, trước cái thực trạng đó thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã có những động thái gì để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động ạ? Là tổ chức đại diện của người lao động, có chức năng là đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng người lao động. Thì tổ chức công đoàn rất là quan tâm đến các cái chế độ chính sách người lao động, trong đó có cái chế độ về bảo hiểm xã hội. Do đó mà chúng tôi cũng đã dùng nhiều cái biện pháp để hạn chế việc mà nợ đọng bảo hiểm đối với người lao động. Một là chúng tôi coi trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tới cán bộ công đoàn, tới công nhân lao động và thậm chí cả sử dụng lao động, để họ trước hết là hiểu để thực hiện. Hai là người ta giám sát việc thực hiện. Thì đấy là cái biện pháp thứ nhất. Cái biện pháp thứ hai là hàng năm ấy, chúng tôi thường phối hợp với ngành chức năng như là Sở Lao động, như là Bảo hiểm xã hội, như là Hiệp hội các doanh nghiệp, để phối hợp kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, trong đó có việc thực hiện cái đóng cái bảo hiểm xã hội. Cái thứ ba là chúng tôi cũng rất là quan trọng, đó là nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. Qua công đoàn cơ sở mà nâng cao được chất lượng thì người ta đã giám sát tại chỗ việc thực hiện cái bảo hiểm xã hội của người lao động doanh nghiệp. Và biện pháp thứ tư nữa thì đó là chúng tôi cũng coi trọng, đó là gắn vào cái xếp loại thi đua khen thưởng, như là đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở mạnh trong một trường tiêu chí, nếu anh không thực hiện thì nơi đó không thể chứ công đoàn cơ sở mạnh được. Cái thứ hai là tham gia với các ngành để khi mà xét duyệt các cái danh hiệu của doanh nghiệp thì cũng gắn vào cái việc mà anh không thực hiện cái chế độ chính sách, trong đó có chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, thì cái doanh nghiệp chúng tôi cũng kiến nghị không thể khen thưởng được. Thì đấy là một số cái tổng hợp các cái biện pháp để hạn chế việc mà tồn đọng nợ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Vâng, xin được cảm ơn ông. Và tiếp theo thì xin được hỏi ông Nguyễn Xuân Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Hưng Yên, là một doanh nghiệp lớn và sử dụng cái lực lượng lao động khá là lớn, thì công ty của ông đã có những cái việc thực hiện bảo hiểm xã hội cho người lao động như thế nào ạ? Với chúng tôi thì hiện nay thì có thể nói trên địa bàn của tỉnh nhà thì chúng tôi có 10 đơn vị với tổng lượng lao động khoảng trên 10.000. Thì trong đó có thể nói rằng là cũng tới trên 90% là số lao động đã tham gia bảo hiểm. Và tất nhiên đã tham gia bảo hiểm ấy, thì chúng tôi đã đóng đúng theo luật, tức là quy định sau một tháng là chúng tôi đóng đủ. Tuy nhiên ở đây thì vừa rồi như ông Bình cũng nói rằng có một số doanh nghiệp ấy, người ta cái số lao động chưa được đóng. Thì trong cái số này có phải là do người sử dụng chủ sử dụng động hay không? Thì chưa hẳn. Ngay công ty chúng tôi cũng vậy. Cái số lao động ngắn hạn thì thậm chí người ta không muốn đóng. Vì theo luật ấy, thì chúng tôi nếu như người ta không tham gia ấy, thì người ta làm ngắn hạn ấy, thì chúng tôi trả thêm cho họ một ngày 14.000 để cho người ta tự đóng bảo hiểm. Thế cho nên có một số các cháu nó lý do rằng cháu thì đang chuẩn bị chỉ làm tạm thời với chú thôi, nhưng sau đó thì cháu còn chuẩn bị một thời gian ngắn nữa thì cháu đi học đại học, cháu đi ôn thi. Thế cho nên cái thời gian ngắn đó để cho phép cháu 1 năm, thậm chí đến hơn 1 năm, cháu hưởng cái 14.000 đó để cháu gom lại, sau đó cháu làm tích lũy được một ít tiền, thì sau đó khi nào cháu chính thức xác định là cháu sẽ vào làm thì cháu tham gia. Thế cho nên vì thế cho nên cái số lượng mà tham gia hay không tham gia ấy, thì còn có tùy thuộc vào người lao động nữa. Ngoài những nguyên nhân mà ông vừa nêu ra thì theo ông tại sao hiện nay trên địa bàn tỉnh ta lại có nhiều doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội của người lao động như vậy ạ? Theo thống kê hiện nay thì trên cả nước nhiều tỉnh cũng trong tình trạng này. Lý do thì có thể trong năm 2011 và 2012 ấy, thì cũng là 2 năm mà có thể nói doanh nghiệp gặp rất khó khăn. Thế nhưng thậm chí có nhiều doanh nghiệp ấy, người ta muốn đóng, nhưng thậm chí bây giờ người ta đang lo tiền lương cho người lao động còn chưa đủ. Thế thì chắc chắn người ta kể cả cái chuyện mà muốn đi vay để đóng ấy thì ngân hàng không cho vay. Thế thì làm thế nào để có tiền đóng? Thì cho nên đây tôi cũng rất muốn rằng là ở đây quản lý về cơ quan, anh Hiện là quản lý về cơ quan bảo hiểm, rồi anh Bình quản lý về tức là quyền lợi người lao động, đó là công đoàn, thì cũng hết sức chia sẻ với những người chủ sử dụng lao động. Khi người ta không có tiền thì thậm chí người ta sẵn sàng đối mặt với vấn đề phá sản. Nhưng còn khía cạnh thứ hai nữa thì cũng có những đơn vị mà người ta có khả năng đóng nhưng họ không muốn đóng, họ lấy lý do này lý do khác. Thì cái việc đó chúng ta phải khoanh, ta phải xem và làm thế nào đấy. Cũng như ý kiến của anh Bình ấy là
tuyên truyền đấy không riêng gì tuyên truyền cho người lao động, mà cái đối tượng để đóng hay không đóng ấy là tập trung cho người sử dụng lao động. Bởi vì chính họ là những người cầm tiền, họ thu tiền của người lao động, và chính họ là người tạo ra tiền để đóng bảo hiểm cho người lao động. Cho nên đây chính là đối tượng cần thiết để làm thế nào đó hiểu được bảo hiểm là cái gì. Là chúng ta góp tiền vào hôm nay để ngày mai ta sử dụng, để khi ta về hưu ta được hưởng. Nếu mà họ hiểu được điều đó thì họ thấy cái trách nhiệm của họ phải làm. Vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông Phạm Hữu Hiện, là qua những ý kiến của ông Dương thì ngoài ra theo ông còn những cái nguyên nhân nào khác mà tiến cho tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội cho người lao động trên địa bàn tỉnh ta hiện nay thì càng ngày càng tăng cao? Phải chăng là do cơ chế chính sách, do doanh nghiệp gặp khó khăn hay còn những nguyên nhân nào khác? Tôi tham gia thêm một số ý kiến như thế này. Thứ nhất ý, là cái trách nhiệm thực thi pháp luật của một số chủ sử dụng lao động về cái việc chấp hành cái việc đóng nộp bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo quy định của luật. Cái thứ hai nữa ấy, là cái chế tài xử phạt của chúng ta hiện nay là còn chưa đảm bảo. Tôi nói ví như điều 1, khoản 1, điều 1 của cái nghị định 89 về cái việc xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội có quy định là nếu như các đơn vị sử dụng lao động đóng chậm tiền bảo hiểm xã hội thì ngoài cái việc mà xử phạt 0,05% theo quy định của pháp luật thì cho mỗi ngày chậm đóng bảo hiểm xã hội, thế nhưng mà lại quy định là tối đa, mức tối đa xử phạt lại không quá 30 triệu đồng. Thì đây là một, tôi nghĩ rằng đây là một cái kẽ hở, một cái kẽ hở. Trong khi đó thì cái việc mà tiếp cận cái vốn vay ngân hàng cũng như là cái lãi suất trong cái thời gian qua là rất cao, rất cao. Đây là một cái mà để các doanh nghiệp mà lợi dụng cái kẽ hở này để mà thực hiện cái việc mà không đóng bảo hiểm xã hội. Cái thứ ba nữa ấy, là trong cái công tác thanh tra kiểm tra của chúng ta thì còn phần nào còn chưa đáp ứng được yêu cầu, cái việc còn coi nhẹ cái việc xử lý vi phạm. Vâng, có một nguyên nhân mà khi chúng tôi tìm hiểu rằng là cơ quan bảo hiểm xã hội thì chỉ có chức năng phát hiện còn không có chức năng xử phạt, thì cái điều này thì có gây ảnh hưởng gì không ạ? Hiện nay thì cái kiểm tra của bảo hiểm xã hội từ trung ương xuống cơ sở là chưa có chức năng đó, cho nên là cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái việc mà xử lý vi phạm còn chậm. Vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông Chu Thế Bình, là qua ý kiến của ông Hiện cũng như là ông Dương thì xin ông góp thêm một số vấn đề về nguyên nhân của điều này ạ. Trước hết là người sử dụng lao động là trách nhiệm thực hiện pháp luật là không nghiêm. Đấy. Tại sao nói vậy? Không phải chỉ những năm nay là suy thoái kinh tế, mà nhiều năm nay là nhiều doanh nghiệp là không đóng bảo hiểm xã hội. Đấy là cái dẫn chứng, tức là chỉ là nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động. Cái thứ hai đây là đối với người lao động thì ông Dương có nói là một số người ta cũng không muốn đóng bảo hiểm xã hội. Thì cái đó thì theo tôi nói như này, cái đó cũng có, đấy là nhận thức sai của người lao động. Đấy. Nhưng mà về thực thi pháp luật ấy thì người ta quy định rồi là hợp đồng lao động 3 tháng trở lên là anh phải đóng bảo hiểm xã hội, chứ không thể lấy nó lý do là người lao động không đóng để chủ sử dụng không đóng, thì cái đó tôi cho là cũng không đúng. Đấy. Có người lao động sai tức là nhận thức chưa đúng, nhưng mà khi pháp luật ta quy định là hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên anh phải đóng, thì còn dưới thì anh không đóng thì cái chuyện nó này khác. Thì tôi cho đấy là cái nguyên nhân người sử dụng lao động, người lao động. Cái nguyên nhân thứ ba thì chúng tôi thấy rằng cũng phải thông cảm với hiện nay là tình hình suy thoái kinh tế, thì tôi cũng rất là đồng tình, thì nhiều doanh nghiệp là khó khăn. Về quan điểm của ông Bình và ông Hiện ý, thì thật sự ra ý, tất nhiên đây bây giờ chúng ta nói theo luật, nhưng cũng có thể có những vấn đề mà chúng ta cần phải xem lại luật có cần phải sửa đổi, có cần phải điều chỉnh hay không. Nhưng bởi vì trong luật là sinh ra từ cuộc sống, nếu như luật mà cảm thấy rằng luật sẽ làm khó khăn cho người lao động, khó khăn cho doanh nghiệp thì chúng ta cần cũng phải kiến nghị. Thế tôi nói ví dụ chẳng hạn như trước đây thì chúng ta dùng cái luật lao động, luật bảo hiểm là gì? Sau 3 tháng thì mới phải đóng. Thế nhưng EMB hiện nay thì là 1 tháng. Nhưng trong tình trạng hiện nay nói chung là cái thông lệ chung buôn bán đấy là thường người ta trả tiền, tôi ví dụ cho ngày mai cũng tôi, là người ta trả tiền sau 3 tháng. Thế thì có nghĩa là đương nhiên chúng tôi chủ sử dụng lao động phải nộp tiền, phải đi vay tiền trước. Khi mà chưa lấy được tiền công đã phải vay tiền nộp bảo hiểm thì đấy cũng là đã làm khó cho doanh nghiệp và tạo thêm ra một cái khoản chi phí về lãi vay ngân hàng, mà lãi vay của chúng ta thì quá cao, cho nên đấy cũng là cái việc mà chúng ta cần phải thấy. Nên chăng
chúng ta cũng phải có một cái gì đó linh hoạt, ta có thể nới rộng cái khoảng thời gian 3 tháng hay không. Theo ông, việc nợ động bảo hiểm xã hội của người lao động như vậy thì sẽ dẫn đến những hậu quả gì? Kể cả người lao động hôm nay ta đang đóng để cho một số các bác, các anh, các chị đã về hưu rồi, có quỹ để hưởng. Nếu chúng ta không đóng, quỹ đâu có tiền để chi không? Đấy, thì cái lao động mà những cái người lao động quá khứ, những người đã về rồi, trước hết là không có. Cái thứ hai, cái bảo hiểm này ngoài cái bảo hiểm mà bảo hiểm hưu trí ra thì còn có cái bảo hiểm cho vấn đề chữa bệnh, cho vấn đề thai sản. Như chúng tôi chẳng hạn, cái tỷ lệ thai sản rất lớn. Nếu như không đóng thì tiền đâu để thanh toán cho chị em? Thế cho đây là cái việc mà ta hiểu được rằng là cái quyền lợi lao động, nếu như chủ sử dụng lao động vi phạm thì ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. Vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, hiện là qua những chia sẻ từ thực tế của doanh nghiệp như vậy thì ông nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Trước hết thì cơ quan chủ sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm về cái vi phạm của mình theo quy định của pháp luật. Cái thứ hai nữa thì cái việc mà đối với các đơn vị sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội kịp thời thì sẽ gây mất cân đối quỹ. Mà từ cái việc gây mất cân đối quỹ này thì cũng như anh Dương nói đấy, sẽ ảnh hưởng cái việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Nhưng mà khi mà chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người lao động ấy, mà không đầy đủ, không kịp thời thì tôi cũng cho rằng là nó ảnh hưởng rất lớn đến cái tâm lý lao động của người lao động. Mà người lao động mà không yên tâm trong sản xuất kinh doanh thì chắc chắn rằng cái hậu quả sản xuất kinh doanh cũng không tốt. Điều đó dẫn đến cái sự tồn vong của cái doanh nghiệp. Vâng, cảm ơn ông. Thế còn ý kiến của ông Bình thì thế nào ạ? Nếu mà ta không đóng đầy đủ thì chế độ đối với người lao động thì sẽ bị ảnh hưởng. Khi ốm đau, khi thai sản thì không đảm bảo được chế độ. Thì nguyên tắc bảo hiểm tức là có đóng có hưởng. Khi không đóng không thì người khi đó là người ta không hưởng. Khi ta đẻ rồi khi hàng năm không được thì gây ra tâm lý rất là không tốt. Hoặc khi ốm đau thì đúng ra khi ốm đau thì ngoài ta chữa theo y tế, người ta được hưởng lương theo cái đóng bảo hiểm xã hội. Hoặc là vì hưu trí cũng vậy. Thì khi ta ấy thì nó ảnh hưởng đến cả cái tâm lý của người lao động. Xin cảm ơn ý kiến của các vị khách mời, và tiếp theo thì xin mời các vị khách cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên của chương trình thực hiện. Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái đã tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp, trong đó có ngành may mặc, không ít doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh ta đã phải giãn ca, giảm giờ làm, đi cùng với đó là thu nhập của người lao động giảm. Dù phải chịu tác động, song công ty cổ phần may Hưng Yên vẫn đảm bảo việc làm thường xuyên cho gần 2.000 lao động. Có được điều này, ngoài việc năng động của lãnh đạo công ty trong việc tìm kiếm thị trường và bạn hàng, thì phải kể đến sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu của công ty. Tôi làm việc ở đây được 10 năm nay rồi. Và từ khi vào công ty thì cũng được công ty quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ. Thì cũng được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội. Và do đó mà khi mà chúng tôi làm việc ở đây mà có xảy ra ốm đau hoặc là những cái khác mà cần đến y tế thì là được bảo hiểm cũng như là các cái thanh toán đầy đủ các cái chế độ quyền lợi do nhà nước quy định, kể cả như là chị em phụ nữ mà có nghỉ thai sản hoặc là thì cũng được nghỉ theo cái chế độ đấy. Anh chị em chúng tôi thì hàng năm thì cũng được khám chữa bệnh ở công ty, rồi thì là cũng được giải quyết nghỉ phép, nghỉ các cái chế độ của nhà nước. Do đó thì từ khi vào đây thì anh chị em chúng tôi rất phấn khởi và yên tâm công tác và cống hiến cho công ty. Xác định rõ có quan tâm tới quyền lợi người lao động thì lao động mới gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Hơn nữa, trong bối cảnh thiếu lao động như hiện nay, công nhân lại nhảy việc thường xuyên. Nếu không có chính sách tốt với công nhân thì rất khó giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với công ty. Đối với Tổng công ty May Hưng Yên chúng tôi thì luôn xác định được cái tính bền vững của doanh nghiệp là cái chăm lo đời sống cho người lao động. Trong đó có một cái phần rất lớn, tức là thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho người lao động. Thì trong những năm qua, mà đặc biệt là năm 2011 và năm 2012, thì một số doanh nghiệp thì không thực hiện đúng đủ. Nhưng đối với công ty Tổng công ty May Hưng Yên chúng tôi thì cũng từ những cái suy nghĩ rất là đúng đắn của lãnh đạo doanh nghiệp là đem lại lợi ích cho người lao động, để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, thì chúng tôi vẫn thực hiện đúng. Mỗi một năm thì chúng tôi đóng cái quỹ này, cái tham gia bảo hiểm này cỡ khoảng trên 15 tỷ.
Từ chủ trương quan tâm đến lao động là sự sống còn của doanh nghiệp, mà từ nhiều năm qua, công ty cổ phần May Hưng Yên luôn thực hiện đầy đủ các chế độ và quyền lợi cho người lao động, cũng như các nghĩa vụ đối với nhà nước, vươn lên trở thành cánh chim đầu đàn của ngành may mặc tỉnh nhà. Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì cho chúng ta thấy rằng việc thực hiện bảo hiểm xã hội cũng như là các chế độ khác cho người lao động tại công ty cổ phần May Hưng Yên thì đã được thực hiện rất là nghiêm túc. Vậy ông cho biết là cái điều này thì có tác động như thế nào đến lợi ích của doanh nghiệp ạ? Ở đây thì có thể nói nếu như doanh nghiệp quan tâm thì người lao động sẽ coi doanh nghiệp như ngôi nhà của mình. Và chúng tôi vẫn xác định này, người lao động là tài sản của doanh nghiệp. Mà đã là tài sản thì phải quan tâm đến họ. Quan điểm của tôi, người lao động không khác gì con tằm. Nếu anh chăn tốt thì có tơ tốt. Nếu anh lá dâu không ra gì thì tằm sẽ không nhả tơ. Thế nên chính vì cái lẽ đó mà xác định rồi, nếu người lao động được quan tâm thì đầu tiên họ gắn bó với chúng ta. Họ xác định ở đây, chúng tôi làm ở đây thì khi nghỉ chẳng hạn như là nghỉ ốm đau thai sản tôi được hưởng. Thế sau này khi về hưu tôi có đủ chế độ, tôi không phải cầu cạnh, không phải ăn nhờ vào ai cả. Thế trên cuộc đời họ cái tính độc lập người ta cũng cảm thấy người ta được tự, người ta được tôn trọng hơn. Thế chính cái lẽ đó mà số lượng lao động của chúng tôi khi mà đã tham gia bảo hiểm từ 5-7 năm trở lên ý, thì rất ổn định. Và đã ổn định ý, thì đơn hàng sẽ giao đúng hạn, năng suất sẽ ngày một tăng lên, và chính cái điều đó đã làm tạo ra cái hiệu quả sản xuất kinh doanh cho chúng tôi. Vâng, xin được cảm ơn ông. Tất nhiên là không phải là doanh nghiệp nào thì cũng thực hiện tốt được cái việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động như vậy. Thì xin được hỏi ông Phạm Hữu Hiện là trong bối cảnh có nhiều doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội như vậy thì cái việc phối hợp với các ngành chức năng như là cảnh sát kinh tế, thanh tra của ngành lao động thương binh và xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội thì đạt hiệu quả như thế nào ạ? Thông qua cái việc phối hợp liên ngành này thì trong các cái cuộc thanh tra liên ngành ấy, thì phải nói cũng đem lại cái hiệu quả rất là tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã có những chuyển biến trong cái việc đóng nộp bảo hiểm xã hội. Thế và từ cái việc mà thông qua cái việc kiểm tra này thì cái tổ chức bảo hiểm xã hội cũng đã phát hiện ra những cái trách nhiệm của mình trong cái việc cấp sổ, cấp thẻ bảo hiểm xã hội cho người lao động ở một số đơn vị lúc này lúc khác còn chậm cũng đã được khắc phục. Thế và cái việc mà lập hồ sơ đề nghị giải quyết của các cái đơn vị sử dụng lao động cho tổ chức bảo hiểm xã hội thì cũng đã từng bước được khắc phục. Cái mối quan hệ giữa doanh nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội ngày càng được gắn bó và thân thiện hơn, và cái việc phối kết hợp giải quyết cái quyền hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động ngày càng được đầy đủ kịp thời hơn. Vâng. Theo ông thì cần phải có những giải pháp gì trước mắt cũng như là những giải pháp căn cơ để thu hồi nợ động bảo hiểm xã hội cũng như là đảm bảo quyền lợi cho người lao động ạ? Chúng tôi cũng xác định là phải tăng cường cái công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động và người lao động. Cái thứ hai nữa đấy là tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc cái việc thu nộp đối với các cơ quan nợ động. Thế và cơ quan bảo hiểm xã hội cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là thực hiện cái chế độ một cửa liên thông, giảm bớt thủ tục hồ sơ không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo quy định của pháp luật, để nhằm tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp khi tiếp cận đến cái việc giải quyết cái chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Cái thứ hai nữa là phải chuyển đổi nhanh cái thái độ phục vụ của cán bộ công chức cơ quan bảo hiểm xã hội từ cái cơ chế hành chính chưa cứng sang cái tác phong phục vụ linh hoạt. Thì có như thế thì giữa doanh nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội mới càng gắn bó chặt chẽ hơn, mới càng phục vụ được cho người lao động được kịp thời và đầy đủ hơn. Cái thứ ba là đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ sở, từ trung ương đến địa phương cần tăng cường cái sự lãnh đạo, chỉ đạo hơn nữa trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo cái quy định cũng như là tinh thần của chỉ thị 21 của Bộ Chính trị vừa qua. Vâng, xin được cảm ơn ông. Thế còn về phía đại diện công đoàn cũng như là người sử dụng lao động thì xin ông Bình và ông Dương cho biết là cần những giải pháp gì ạ? Đồng chí Hiện nói đây. Tức là cơ quan bảo hiểm cũng phải nâng cao trách nhiệm của mình,
Thì thực ra thì cơ quan bảo hiểm xã hội là trách nhiệm thu và chi trả chế độ người lao động. Nhưng mà thực tiễn hiện nay là cái việc mà hướng dẫn đôn đốc rồi tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thì hiện nay còn nơi này nơi khác thì số doanh nghiệp tôi kịp, tức là chưa tạo điều kiện giúp đỡ cho doanh nghiệp thì không này. Và hai là cải cách hành chính thì anh Hiện, đồng chí Hiện nói thì tôi rất đúng, vì đề nghị là cái ngành bảo hiểm xã hội ngoài việc thu, tức là thu bảo hiểm, nhưng mà chế độ chi trả thì cũng phải đảm bảo kịp thời và tạo điều kiện cho doanh nghiệp để các thực hiện được. Thì tôi cũng nói rõ thêm một cái này nữa, thì đề nghị là cái ngành bảo hiểm ta cũng phải tăng cường là giáo dục cái đội ngũ cán bộ công chức, đẩy mạnh cái cải cách hành chính. Thì có như thế thì hai bên nó hòa được, người doanh nghiệp người lao động người ta đóng, nhưng mà khi chi trả thì cơ quan bảo hiểm xã hội là nơi chi thì phải giúp cho cái này cho tốt hơn. Thì tôi cũng rất là đồng tình và nêu thêm một cái ý thì biết. Vâng, thế còn ý kiến của ông Dương ạ? Vâng, còn riêng tôi thì tôi có đề nghị kiến nghị thêm một chút thế này nữa. Tức là rất đồng ý quan điểm với chỗ ông Hiệt là vấn đề chế tài thì có thể kết hợp với nhiều ngành để những đối tượng chây ý, có thể những đối tượng mà không mong muốn đóng, có tiền không đóng thì cái cách làm đó là được. Nhưng còn ngược lại bên cạnh những cái đối tượng đó thì còn có những đối tượng thật sự trong túi ta không hào nào. Thì đây là vấn đề mà ngành bảo hiểm cũng sẽ cùng với báo cáo với chính phủ. Bởi vì tôi nói kể cả thuế cũng thế thôi, vẫn phải có thời gian giãn nợ, khoanh nợ, đấy, treo nợ lại, rồi sau đấy tính toán sau. Thì bảo hiểm cũng phải thế. Nếu mà không thế thì suốt đời người ta trở thành con nợ. Mà con nợ rồi thì nếu như chúng ta không khéo, không khoanh lại, thôi cứ tạm thời coi như đây là một cái khoản nợ, mà anh khi mà anh ổn định sản xuất rồi thì anh tiếp tục thực hiện, và sau đó anh trả dần, anh thực hiện dần nốt những phần còn nợ thì mới có thể giải quyết được. Chứ còn nếu mà không, chúng ta cứ theo tất cả cho chung một giọ là cứ ép rồi từ cái chỗ dân sự chuyển thành hình sự, có cái cho rằng đây là một cái mà một cái hình thức trốn thuế chẳng hạn, hoặc là trốn bảo hiểm chẳng hạn, thì cái điều đó bản thân họ dù có chói đánh hoặc là thế nào cho nữa họ cũng chẳng có tiền, bởi vì họ đã đối mặt với việc phá sản rồi. Cho đây tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong vấn đề giải pháp trong tình huống hiện nay, trong thời điểm hiện nay cần phải quan tâm đến. Vâng, xin được cảm ơn. Vâng, xin mời ý kiến của ông Hiện ạ. Tôi có thêm một ý kiến. Phải nói rằng là trong luật bảo hiểm xã hội cũng đã quy định rõ cái trách nhiệm, quyền hạn của các bên khi thực hiện cái chính sách bảo hiểm xã hội. Về cái phía trách nhiệm bảo hiểm xã hội cũng như anh Bình nói đấy, thì phải nói trong những năm vừa qua thì bảo hiểm xã hội tỉnh dưới sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh, thì bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã có nhiều cái biện pháp cải cách nhằm nâng cao cái chất lượng phục vụ cho người tham gia. Thế tuy nhiên như anh Bình nói là cũng còn một số khiếm khuyết, và chúng tôi cũng đã nhận định rằng là cái tổ chức bảo hiểm xã hội Việt Nam tỉnh hiện nay, nhất là ở cái tuyến huyện, cái năng lực giải quyết các cái công việc còn chậm, chưa chuyên nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái cơ sở hạ tầng, nhất là cái áp dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý và thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay tuy đã được áp dụng nhưng cái hiệu quả cũng còn chưa được như mong muốn. Cho nên phần nào đó cũng làm ảnh hưởng đến cái quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên chúng tôi trước cái tình hình đó thì chúng tôi đã xác định trong cái thời gian tới cần phải tiếp tục tăng cường các cái yếu điểm này, các cái khuyết điểm này, nhằm nâng cao cái chất lượng phục vụ, đảm bảo đầy đủ hơn cái quyền lợi người lao động. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến của các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong khoảng thời lượng 30 phút của chương trình thì chúng ta đã phần nào hình dung được thực trạng nợ động bảo hiểm xã hội của người lao động trên địa bàn tỉnh ta, cũng như là những tác động tới xã hội và đặc biệt là tác động tới quyền lợi của người lao động. Song qua trao đổi trực tiếp với những vị khách mời ngồi đây là những người trong cuộc thì đã đưa ra được những giải pháp và hy vọng rằng sẽ tháo gỡ khó khăn, và hy vọng các doanh nghiệp của chúng ta sẽ sớm vượt qua khó khăn để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nghĩa vụ với đất nước. Cảm ơn sự tham gia của các vị khách mời. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.